Xin chào toàn thể quý vị khán giả thân mến của DBH Audio nha. Đấy, xong những cái ngày phải nói là tháng 5 nóng lực như này mà vẫn được chính khách hàng tin yêu ủng hộ những bộ âm thanh to như này là rất là mừng quý vị ạ. Và anh em DBH thì đang setup còn chuẩn bị cho ngày mai. Ngày mai thì bên mình sẽ đi bàn giao về Thanh Hóa một bộ rất là to, và ở đây thì chỉ là mình xếp sẵn một nửa vế thôi, một nửa vế lên để setup. Tại vì anh khách là bảo là lấy loa full hộp cho anh ấy, nhưng mà mình đây là các cái loa ở ngoài thì mình sẵn tiện mình bỏ ra mình setup sẵn luôn, tại vì đi xa mà đỡ tốn thời gian bàn giao. Anh em mình sẽ phải setup và mình sẽ phải kiểm tra thông tín hiệu hết ở nhà trước để sao cho là mọi cái thiết bị là nó sẽ đều được test qua ok hết rồi. Đường xa xa xôi ấy, đến nơi mà chẳng may là có những cái vấn đề gì đấy thì nó sẽ rất là ngại và nó mất thời gian của cả hai bên. Bên mình đã setup sẵn hết. Thì cấu hình anh trai lấy là gồm có 5 cặp 112N. Ở đây thì mình đang để minh họa là 4 cặp thôi, à 4 chiếc thôi quý vị, đang một nửa phía. Và 2 cặp súp PH218 Spexel. Spexel thì nó là phiên bản đặc biệt, lưới là nó vòng ra đằng trước. Đây thì mình cũng chỉ gọi là đang set minh họa thôi. Cái này là cái bản tường là lưới phẳng này quý vị nhá. Bản Spexel là lưới nó vòng ra đẹp hơn và trông nó ngầu hơn. Bản đấy mới là bản cao cấp nhất quý vị. Thì những cái bộ to như này thì rất là hoành tráng, mà đi làm thì gần như chúng ta xếp loa lên rồi là khán giả nhìn thấy là đây thấy yêu ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên rồi, nhìn thôi là đã yêu ngay rồi quý vị. Và tại sao lại là 5 cặp này đọc thì có vẻ lẻ, nhưng mà hóa ra là đến khi đi làm nó lại thành chẵn. Quý vị biết tại sao không? Tại vì anh ấy đầu tư giảm, anh cũng rất là nhiều đồ và muốn tách ra làm 2 bộ. Thì ví dụ như là một đám nào mà nó lớn hơn một chút thì sẽ đánh cấu hình là 1 cặp súp và 3 cặp lời, còn chỗ nào mà sân nó nhỏ hơn một chút thì sẽ đánh cấu hình là 1 cặp súp và 2 cặp lời. Và đó chính là lý do mà tại sao lại mới đầu chúng ta nghe lại thấy là nó hơi lẻ, tại sao lại là 5 cặp lời 2 cặp súp đấy, và tại sao không phải là 4 cặp như này thì nhìn thì trông có vẻ chậm, nhưng đến khi đi làm thì đôi khi nó lại hơi lẻ một chút quý vị ạ. Đấy, 5 cặp thì nghe có vẻ lẻ nhưng đến khi đi làm lại rất là hiệu quả, rất là ok. Chỗ nào mà nó rộng hơn một chút thì chúng ta sẽ đánh 3 cặp lời, chỗ nào nó nhỏ hơn một chút thì đánh 2 cặp lời. Thì đấy cũng là một cái phương án nó rất là tối ưu, rất là hợp lý, hợp tình hợp lý luôn cho các bác đang có ý định đầu tư để đi làm show, hoặc là các bác mà đang đi làm show rồi có nhu cầu nâng cấp thiết bị, sắm các cái dàn mới. Thì bên DBH thì là một đơn vị chuyên nghiệp rồi, đưa ra những cái phương án, đưa ra những cái phương án rất là hợp tình hợp lý. Tại vì bên mình thì trước đây thì cũng xuất thân là cũng từng đi làm bên cái ngành sự kiện này ra, và sau đó mới sang bán hàng, nên là các cái kỹ năng và các cái chuyên môn về cái ngành sự kiện này thì bên mình có đôi là ok rồi quý vị nhé. Đấy, thì đưa ra các cái giải pháp rất là ok cho quý vị đi làm sao cho nó được tiền của quý vị nhất có thể, và quý vị đi làm thành công thì mình cũng gọi là thôi mình cũng được cái tiếng cũng là mát mày mát mặt quý vị nhé. Đấy, thì còn rất là nhiều các cấu hình khác, từ to đến bé. Thực sự là mình không có quá nhiều không gian để mình bày những cấu hình nó rất to và rất là to nữa, rất là nhiều các cấu hình đang đón chờ quý vị tại DBH đấy. Nhân cái dịp phải nói là mùa hè này là anh em sự kiện là hay gọi là cái mùa ế việc, cái mùa thất nghiệp này. Thế thì quý vị mà có nhu cầu cần bảo dưỡng, cần setup lại hay là nâng cấp các bộ dàn âm thanh thì cứ qua trực tiếp DBH Audio, để bên mình sẽ có các cái phương án và sẽ xử lý cho quý vị cho nó ok, ổn thỏa nhất quý vị. Nếu mà quý vị có thiết bị rồi, loa chưa ngon có thể qua bên mình nâng cấp lên các cái dàn loa mới ngon hơn. Còn nếu mà có loa ngon rồi mà thiết bị nó chưa ngon thì có thể qua bên mình nâng cấp các cái dàn thiết bị như thế này. Đây là đang sắp 3 cái tủ máy luôn. 2 cái tủ máy này là đi Thanh Hóa này, một cái tủ máy này là đang bị test đồ. Đấy, rất là nhiều các cái thiết bị, toàn thiết bị ok cả, đến từ thương hiệu DB Acoustic nhé. Súp này, quý vị mà có loa ngon rồi mà súp chưa ngon thì cũng có thể đến DBH để trải nghiệm thử các cái mẫu súp này. Các cái mẫu súp của DB này rất là mạnh, giá thành hợp lý thôi, đập nó mạnh nhất quý vị. Với về cái mã súp PH218N này, tiếng rất là kinh khủng, đập phải nói là nhát nào ra nhát đấy luôn, đập mạnh và nó dứt khoát, rất là mạnh luôn. Côn 100 nhiều cảm giác đánh mạnh hơn cả côn 115, rất là ghê gớm. Côn 115 ở đây mình đang có cái súp của ST, cảm giác đánh là không kinh bằng con này rất là ghê gớm quý vị nhé. Mà giá thành nó cực kỳ là hợp lý thôi. Rất là nhiều các cấu hình từ lớn đến nhỏ, hoặc các cấu hình một cơ bản như này này, một cặp súp đơn, một cặp phun đôi này, các bác làm cho những cái không gian ở nhà hàng, tiệc cưới hoặc hội trường này, hoặc là những cái đám cưới đám hỏi mà sân nhà người ta nhỏ thì mình có thể chơi các bộ nhỏ như này, đánh là rất ok. Và các bộ như này, cái này là chưa trồng các sen này, caramel quay sang cái này. Đây này, ví dụ như là trong những cái sân nhỏ nhỏ thì chúng ta có thể chơi một cặp súp đơn, cái này là súp đơn 60 nhé, súp đơn 360 để trồng cùng các sen lên, và trồng 2 cặp light ray lên như này thì nhìn cũng trông cũng rất là nhỏ xinh gọn đẹp, trông rất là hợp tình hợp lý luôn, quá là đẹp luôn. Giá này nó cực kỳ hợp lý,
Covid như này rất nguy hiểm. Các cái tem xanh này là của DVH, DVH là tự sản xuất quý vị nhé, giá là vô cùng hợp lý thôi. Rất là nhiều thứ đang đón chờ quý vị tại DVH Audio nhé, và rất mong được hẹn gặp các quý hồ sô trực tiếp tại đây nghe thử và trải nghiệm các hệ thống âm thanh tại DVH nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và mời quý vị cùng theo dõi ngày mai. Ngày mai thì mình sẽ bàn giao bộ này và mình sẽ phát trực tiếp mời quý vị đón xem nhé.